Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình tưới phân mình tưới thuốc phòng bệnh cho mấy cái chậu hồ điệp này này các bạn. Các bạn thấy hồ điệp mình trồng lá ngọn nó ra này. Tiếc quá hôm bữa nguồn nước nhà mình bị phèn, nó bị nhiễm phèn này các bạn. Ít bữa nữa mình phải lau lá. Chậu này là chậu hồ điệp khủng long nha các bạn. Cái lá này hôm bữa nó bị bệnh mình đã chữa khỏi rồi. Cũng có thể là về môi trường của mình bị sốc nhiệt, nó ra lá mới xong nó bị thắt cái chỗ này nè các bạn này. Bệnh này mình ít gặp phải lắm các bạn ạ. Trên nhưng mình xịt kinh bun thì mình thấy nó khô lại rồi, nó ra lá mới rất là đẹp luôn. Nó đã ra thêm hai lá mới vào bộ rễ của nó thì rất là khỏe nha mọi người. Chậu này mình trồng chắc được 3 tháng rồi quá. Các bạn thấy bộ rễ của nó không? Mình nhấc lên cho mọi người xem nhé. Các bạn biết tại sao mà mình hay không làm mấy cái chậu hồ điệp khủng long của mình không? Mình đâu có để trên giàn được, mình treo trên giàn cao. Mỗi lần mình phách xuống như thế này là nó sẽ bị ấy, tiếc ghê. Bộ rễ nó bám rất là khỏe, mình trên giàn cao thì mình không làm video được. Mỗi lần phách xuống dưới đây là nó để đây, nó đụng rễ là nó bị hư rễ lan của mình luôn đó các bạn ạ. Đó mà có một số bạn thì cứ hỏi mà mình có quay video mấy lần rồi mà sao các bạn lại cứ không thấy mình. Mình làm tưới phân tưới đồ cho lan, mình có quay video mình tưới hết cho hồ điệp luôn mà. Đây là hai chậu hồ điệp khủng long của mình đây nữa các bạn. Chậu này thì rất là tốt luôn. Rất là tốt luôn mọi người, và rễ thì các bạn thấy rễ nó đâm không ạ? Nó bị nhiễm phèn đấy, ít bữa nữa mình sẽ lau lá. Mình có video chia sẻ lau lá hồ điệp rồi đó các bạn, mình tính để là gần Tết rồi lau rồi ấy luôn. Nó đâm rễ ghê lắm. Mình không hiểu sao mà rễ nó đâm tút lên trên đây luôn á. Đầu rễ rất là nhiều luôn. Đó, đầu rễ không à. Nó bị xạ, bị tức cái gì á. Đó, rễ ăn xuống dưới đây rất là khỏe luôn á. Đây là chậu mình trồng bằng chậu sứ nhá. Bữa trước mình cũng có một cái chậu sứ trồng bằng cái cây hồ điệp kia rất là đẹp luôn. Nhưng mà chậu sứ đó mình đã tặng rồi đó. Các bạn thấy lá bị nhiễm phèn này. Mình đã xử lý nguồn nước xong thì. Nhưng mình khuyên các bạn là nếu mà nước nhà các bạn bị nhiễm phèn kiểu này thì các bạn nên xử lý nhá. Mấy lá trên nó ra nó không bị nữa là thay nước mới rồi đó các bạn. Nước bị nhiễm phèn này thì cây phát triển không được đâu. Đó là lý do tại sao mà mấy cái lá hồ điệp nhà mình nó bị có màu đấy. Mình phải lau lá đó các bạn. Lau lá thì mình cũng có chia sẻ video lau lá rồi. Đó, bên đây nhìn lá rất là đẹp luôn. Về nhà mình thì đã ra thêm được 3 lá mới nha mọi người. Bây giờ mình sẽ pha nano bạc để phòng bệnh cho nó nha. Để phòng bệnh thối nhũn và những cái bệnh nhiễm khuẩn khác đây các bạn. Nano bạc hôm nay mình sẽ pha 2cc 1 lít nước nha. Mình các bạn nên có cái đồ đong này này. Đây là tới đây là 2ml này các bạn này. 2ml tức là 2cc luôn nha. Mình sẽ lấy 2cc trong 1 lít nước mọi người. Đây. Đây là gần tới rồi, còn thiếu một xíu nữa. Đây mọi người vừa đủ luôn nha. Chúng ta lấy 20ml này, chúng ta sẽ lấy 1 lít nước nhá. Lấy 1 lít nước rồi mình lắc đều lên mình tưới đẫm. Bộ rễ của nó nhìn đã lắm. Bởi vậy mình không xách xuống đó mọi người. Mình tiếc á, mình cứ sợ nó đụng dưới đất này này. Tại vì mình treo trên giàn cao mà. Hai chậu khủng long này về nó bị ấy một cái lá này. Mình rất là tiếc luôn. Nó bữa mình cũng có làm video xịt thuốc này này. Mình xịt thuốc kinh buôn, mình cũng có làm video xịt thuốc cho hai cái chậu hồ điệp khủng long đó mọi người. Nhưng mình không có đề tựa đề là xịt hai chậu hồ điệp khủng long, mà mình chỉ đề là xịt thuốc phòng bệnh cho hồ điệp. Những cái video đó mình đều có quay mấy cái chậu này mà. Mình lấy 1 lít thôi mọi người, đây mình đong gần đủ rồi. Các bạn chờ mình nắp lại nhé. Nắp lại mình lắc đều lên và bắt đầu tưới. Rồi bây giờ mình bắt đầu tưới nha các bạn. Tưới phòng bệnh á, tưới thuốc phòng bệnh thì chúng ta nên tưới đẫm toàn bộ luôn nha. Tưới xong thì lá nó còn đã đỡ một xíu, nó bị nhiễm phèn nặng quá. Ngày mai rảnh chắc mình phải lau lá quá. Nó bám phèn đó mọi người. Đó, mình tưới đẫm luôn cả bộ gốc luôn nha, để tránh bị thối á. Những cái chậu hồ điệp khủng long này mình mua rất là rẻ đó mà.
mình không nhớ nữa, nhưng mà hình như có hơn 100 mấy à. Bị hư một cái lá tiếc quá. Nhưng mà không sao các bạn, là mình chỉ cho các bạn quan sát này. Cái lá hồ điệp mà cái cổ lá này này các bạn, các bạn cứ thấy nó hở hở lên, nó không bị bí, nó không bị khít vào nhau, nó hở lên là nó rất là khỏe nha. Lá thì rất là cứng luôn á. Lá hồ điệp nhà mình rất là cứng luôn, cứng ngắc luôn đó mọi người. Đó. Bây giờ mình đã phòng bệnh cho mấy cái chậu hồ điệp của mình xong rồi nè. Mình chỉ tưới vào buổi chiều mát nhá các bạn nhá. Hôm nay là buổi chiều mát mình tưới, rồi mai mình sẽ, mình làm video mai mình sẽ đăng lên cho mọi người luôn. Và đây là hai chậu hồ điệp khủng long, mình có chia sẻ cách trồng đấy các bạn. Đó, hai chậu này mình có chia sẻ cách trồng này mọi người. Lúc trồng thì trồng cái kiểu này nó cũng có bị hư một vài cái rễ nha mọi người, nhưng không sao nha, khi quen rồi rễ nó sẽ ăn xuống, đâm xuống dưới luôn này mọi người. Các bạn thấy không? Mình có chia sẻ cách trồng hai chậu này nha. Chậu này mình có làm video chia sẻ cách trồng, nếu mà bạn nào có quan tâm thì các bạn gõ vào là trồng hồ điệp khủng long á. Rễ đâm ra tua tủa luôn. Cái đen đen đây là mình tưới OG hum nha mọi người. Mình tưới OG hum cộng với sơ sầu đó để nó kích rễ, nó mập rễ. Đó. Bộ lá rất là đẹp luôn, nhưng mà về nhà mình không biết làm sao nó lại bị bệnh cái lá này, mình rất là tiếc luôn. Bệnh này thì mình không gặp phải. Tự nhiên nó bị ra, nó đứng chỗ này nó thắt lại, xong nó bị bệnh, xong nó vặn cái lá nó lại không ấy được, mà lá cũng cứng lắm. Thôi cứ kệ nó vậy. Mình chỉ chia sẻ đam mê thôi nha các bạn, chứ mình cũng không giỏi gì đâu. Mình biết gì mình sẽ chia sẻ nấy thôi, chứ mình cũng không rành hết được đâu. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Bây giờ mình sẽ đi phòng bệnh hết cho những cây lan của mình đây. Bây giờ trời nó âm u quá, vì hôm nay trời nó âm u, nó áp thấp nhiệt đới đó, cho nên mình phải tưới phòng bệnh cho nó để tránh hiện tượng thối nhũn đó mọi người. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video nha.